Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chú hề ST làm bong bóng nghệ thuật. Và ngày hôm nay với khung cảnh như thế này là ở một khu vườn cà phê các bạn nhé. Và ngày hôm nay chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn làm con Pikachu. Chúng ta bắt đầu. Để làm được con Pikachu, chúng ta cần có 6 quả bóng màu vàng, 2, 4, 6 và một quả bóng màu đen. Đầu tiên, chúng ta thổi quả bóng màu vàng này lên khoảng nửa quả. Wow. Chúng ta làm mềm quả bóng. Và chúng ta tạo 3 cái khóa đây. Mỗi khóa 2 ngón tay. Mềm bóng các bạn nha. Cái này chúng ta cột lại 3 cái khóa. Tiếp theo, ta thổi quả bóng màu vàng này lên cũng nửa quả bóng. Bây giờ chúng ta sẽ cột chung vào 3 khóa này. Chúng ta cũng bóp mềm quả bóng thôi. Quả này chúng ta tạo một vòng tròn khoảng tầm 4 ngón tay. Tiếp tục bóp mềm, tạo 4 ngón tay, một vòng tròn tương tự 4 ngón tay. Quấn vô đây. Đến đây, chúng ta tạo một quả nho khoảng 1 ngón rưỡi các bạn nhé. Và tạo một đoạn khoảng tầm 4 ngón tay. Như là quả này chúng ta cũng tạo một đoạn 4 ngón tay. Cột chung vào đây. Tiếp tục tạo một đoạn 4 ngón tay tương tự bên này. Và một quả nho 1 ngón rưỡi. Ta cột chung về đây. Tiếp tục quả nho này chúng ta sẽ cho nó vô trong cái vòng tròn này các bạn nhé. Quả nho vô đây. Bên này tương tự. Con này chúng ta tạo 4 ngón tay. Và con này chúng ta tạo khoảng tầm 3 ngón tay. Chúng ta quấn chung lại với nhau. Ở đây chúng ta tạo 2 cái khóa, mỗi khóa 2 ngón tay. Đây các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển lên đây. Để làm hai cái sừng, hai cái tai của Pikachu. Chúng ta cắt đều nhau các bạn nhé. Đến đây chúng ta ngắt khoảng tầm 6 ngón tay như thế này. Ta ngắt, bỏ, cột lại nha. Ok. Bên này tương tự. Quả bóng vàng tiếp theo chúng ta thổi lên chừa lại khoảng 5 ngón tay các bạn. Chừa lại còn khoảng 5 ngón tay như thế này các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ gắn vào cổ này.
chúng ta tạo một đoạn khoảng tầm 8 ngón tay, tạo hai cái khóa, mỗi khóa 2 ngón tay. Chúng ta vòng ngược lên 12 ngón tay, 4, 8, 12. Chúng ta cộng lại. Và bây giờ chúng ta cũng làm 12 ngón tay. Ok. Quả bóng vàng. Tiếp theo chúng ta làm hai chân sau cho Pikachu. Chúng ta thổi lên khoảng nửa quả bóng. Ok. Ta tạo một đoạn khoảng 3 ngón tay. Tiếp theo một vòng tròn khoảng 5 ngón tay. Một cái khóa đây, 2 ngón tay. Một đoạn, 2 ngón tay. Một khóa, 2 ngón tay. Chúng ta nhét vào đây. Tiếp theo, chúng ta tạo một đoạn 5 ngón tay ở đây. Tạo một cái khóa, 2 ngón tay. Một đoạn, 2 ngón tay. Một vòng tròn khoảng 5 ngón tay. Một cái khóa, 2 ngón tay. Tương tự làm cái đùi của con chó, đùi sau của con chó nhé các bạn. Chúng ta nhét rồi. Chúng ta ngắt cho bằng cái bên này nhé các bạn. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ luồn cái chân sau này vô cái bụng này. Luồn xong chúng ta dùng quả bóng này, chúng ta cột vào đây làm một đoạn 3 ngón tay. Đoạn khoảng tầm 5 ngón tay. Ba ngón tay cột về lại. Phần dưới ngắt bỏ các bạn nha. Quả bóng vàng tiếp theo chúng ta thổi chưa lại khoảng 5 ngón tay. Chúng ta xách cột vào đây. Chúng ta bóp mềm các bạn nhé. Rồi, chúng ta đo ra giữa này. Giữa đây. Chúng ta lại. Và chúng ta cũng đo bằng cái này. Chúng ta lại. Vòng ra đằng trước, ôm làm cái tay. Và cột về lại đây. Đến đây, chúng ta làm một đoạn 8 ngón tay bằng cái đoạn này và cột chung vào đây.
Phần này chúng ta để lại, chúng ta làm cái đuôi các bạn nhá. Chúng ta bẻ cong gấp khúc để làm cái đuôi. Bẻ cong. 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 Và cong. Chúng ta mong đuôi lên đây. Quả bóng màu đen chúng ta thổi lên khoảng nửa quả bóng. Chúng ta tạo một quả nho hai ngón tay. Ông các bạn. Rồi, chúng ta cột lá này để cột cho con mắt nó tròn nha. Rồi, cột lại. Con mắt còn lại chúng ta cũng làm tương tự và chúng ta có khoảng cách như thế này. Mắt. Phần này chúng ta giữ lại chút xíu ta còn xài các bạn nhé. Bây giờ hai con mắt này chúng ta sẽ luồn từ đây qua bên đây. Bây giờ chúng ta dùng quả bóng màu đen này chúng ta tạo một đoạn nhỏ thế này. Khoảng một quả nho khoảng một ngón tay. Chúng ta cũng cột lại. Lại cho nó tròn các bạn nhé. Chúng ta quấn vào đây. Đến đây chúng ta có thể vẽ mực đen ở đây các bạn nhé. Hoặc chúng ta dùng quả bóng đen chúng ta làm. Giờ chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn làm gắn quả bóng màu đen vào đây. Chúng ta lấy một đoạn màu đen còn lại, chúng ta sẽ cột vào đây. Chúng ta dùng kỹ thuật apotic để nhét vào. Đến đây chúng ta ngắt. Tiếp tục. Cuối cùng chúng ta vẽ má hồng, má đỏ cho Pikachu. Và chúng ta làm thêm cái móng chân ở đây cho Pikachu các bạn nha. Thổ vàng. Móng chân ở đây có nghĩa là chúng ta làm 3 cái khóa thôi các bạn. Đơn giản là chỉ 3 cái khóa. Khóa thứ nhất, cột vào đây. Này tương tự. Vậy là chúng ta đã hoàn thành mẫu Pikachu. Chú Hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, ủng hộ chú Hề ST nữa nha. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.